Chào Đức. Đây là YouTuber đúng không? Dạ vâng. Mình có mình Đức lên YouTube. Chào hai đội đội tuyển tranh bóng. Yeah, một điểm. Cho China một điểm. Ngay sau trận đấu giữa 958 và 951 sẽ là trận đấu giữa 919 và 957. Ban tổ chức xin mời hai đội 958. Cho 958. Đây là thi đấu hiệp thứ 2 của hai đội, còn 2 phút. 3 điểm tính cho 952. 10-0. 951. 10-16. Hai bóng à.
đây đang cướp có 3 cân cơ mấy. Yesu khô. Một cân. Một cân. Nặng quá Long ạ. Tại sao Long lại làm thế? Trên đường rồi. Entrance lối vào. Ôi giời ơi, có bao nhiêu? 2 triệu 120 thôi mà. Đây là 2.129 đồng. Đó, rẻ mà nhỉ. Đó. Wow. Xem nào. Xốp luôn. Thật á? Yo. Đây là búa của Thor là một sự dối trá. Yep. Thanh Long là mặt như này rồi. Chất lượng là đây. Riêng mà nói về việc tớ chơi hiểu bông thì khá tớ không phát nhiều. Tớ sẽ cần thêm một con này nữa. Thế Long mày mua về tặng bíp này. Giờ mua đi được. Yo. Quay lại tóc đi kìa. Tóc, đây là tóc của Đức. Versus tóc của con vịt này. Vịt có cái vịt có 4 chân nha anh em. Đúng rồi đấy. Oh shit. Trời, cái gì đây? Cái gì đây? Cho nó làm gì đây? Kinh quá. À đâu đây, ăn chung sợi mì. Ăn chung sợi. Bọn này giống Pháp rồi. Ta lẽ. Chào em. Mà sẽ đầu thích không? Ước mơ, đây là ước mơ. Bây giờ là sao? Đưa ra đừng có gì, nóng quá. Nóng. Xem bao tiền nào? Có 30 triệu mà bằng cái iPhone X của cổ. Đó 7 gen là sao? 7 gen là cái mới nhất đấy. Lâm, PS4. Đây là đám một người đó. Chán đấy. Oh my god. Bro. Đơ luôn. Đâu rồi? Hey, chào cái. Cười hay chưa? Giải thích ấy. Bên kia rất bình thường, bên này như thế này. Long đi Long ơi. Đi. Yeah. Quay. Ngầu ấy à. Đợi Long ơi. No. Đây là video Đức vẽ trộm, vẽ bậy lên bảng. Đấy. Bết. Tao phải trả. Xem bóng đá ấy. Xem bóng đá. Ra nhìn thấy cái này.
nên là thôi nản. Nản chí chẳng muốn đi nữa. Ít người quá hay ít quá không nó không có cái không khí. Được. Không khí. Cảm thấy tự nhiên bóng. Khiếp. Một đống người. Oh shit. Màn hình to phết làm gì? Chỉ có tội là camera nó không ổn thôi, nhưng mà nhìn nó mắt thường